Vâng, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị đã trở lại với video của máy cắt cỏ Chính Hường nhé. Thì hôm nay em có lên một lô máy cắt cỏ gồm 18 cây. Đây. Có 16 cây ạ. Đây 16 cây để cho toàn thể quý cô chú anh chị tham khảo. Thì hôm nay em lên là gồm có hàng nhập khẩu từ Thái Lan này và hàng liên doanh. Đấy, nòng từ 40 ly trở xuống. Đây. Tới nòng 34 ly và có hàng bãi từ nòng 35 ly trở xuống nha. Đấy, tới nòng 33 ly. Đấy, cụ thể như thế nào thì các bác nhớ bỏ ra vài phút để theo dõi hết video giúp em. Đấy, và lựa chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp với công việc của mình đang cần. Đấy, để phục vụ cho công việc được một cách tốt nhất nhá. Vâng, và tất cả giá mà em niêm yết ở trên từng sản phẩm là em bao ship toàn quốc này. Bảo hành cho các bác là 6 tháng đối với những sản phẩm hàng máy bãi nhá. Và những cái sản phẩm hàng máy mới như thế này thì em sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm. Đấy, 1 năm nhá. Và hình thức bán hàng ở bên em thì không cần phải cọc đồng nào cả. Khách hàng không cần phải cọc đồng nào cả. Hàng đến nơi thì các bác được phép kiểm tra hàng đúng như lời em quảng cáo thì các bác mới phải thanh toán cho bưu tá giúp em. Không giống như quảng cáo thì các bác cho hoàn về. Đấy. Các bác được test nổ thoải mái, ưng ý các bác mới phải thanh toán tiền nhá. Và tất cả những cái máy mà em niêm yết ở kia là phụ kiện gồm có là như thế này. Đầu tiên là có cái dây đeo này. Hai là cái chắn cỏ nha. Ba là cái chồng mở Uzi. Bốn là lục giác này. Năm là một cái lưỡi dao dài này. Đấy thì bác nào mà lấy dao dài thì lấy, mà lấy dao tròn thì lấy, hoặc là các bác có thể chọn lấy bát cước nhá. Đây, cái lưỡi dao này là lưỡi dao của hàng Nhật bãi nha. Đấy. Và đây là những cái phụ kiện bên em có này. Cước vuông gai này, cước vuông trơn này, cước lõi thép. Và cái này là lưỡi làm cỏ ngô nhá. Đấy, rồi các loại dầu 2T. Đây, dầu 2T của hãng Havolin này. Đấy. Dầu Oshima này, dầu Hu này, rồi cước của Hu cái điển đấy. Và em có cả bình xịt điện này. Bình xịt điện này thì là của hãng Kali nhá. 20 lít. Con này thì được nhập khẩu đây của USA và giá này thì rất là yêu thương luôn, có giá là 750.000, em bao ship toàn quốc nha. Đấy. Vâng, và đây là cái những cái hàng sản phẩm hàng Honda nhá. Honda, con này là con GX25 này. Đấy. Và đây là GX35. Những cái sản phẩm này thì các bác thông cảm là em không lắp thành cây, bởi vì lắp thành cây là nhiều lúc là chân tay là nó hơi lấm lem, nó sờ vào thì nó nhìn nó không được đẹp. Và đây là máy Huvana 541 nha. Đấy, máy Huvana 541 này. Rồi, thì các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì các bác cứ hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 đang hiện ở trên màn hình của các bác đi nhé. Và không nói dài dòng nữa thì em xin phép được giới thiệu lô của em hôm nay luôn. Lô của em đây là lô B1, B2, B3, B4 thì tất cả giá thì em đã niêm yết ở trên sản phẩm và em có mã nha. Mã ví dụ đây là B1 này và ở giữa 33 đây là nòng của nó là bao nhiêu ly là em ghi sẵn ở đây rồi. Vâng, đây B1 này là một con hàng con này là con hàng Hikoki. Nòng của nó, con này là 24cc nha, nòng của nó là nòng 33 ly. Đây, vỏ rất là đẹp luôn này. Cót trợ lực chế zin này, bình xăng zin và chế zin. Con này tum liền. Đấy, cần lát zin và đầu bò zin. Con này sử dụng tay ga bóp. Đấy, thì cây B1 này có giá là 1.300.000. Các bác được bao ship toàn quốc nhé. Và đi kèm các bác là 5 món đồ. Đấy, vâng, em test nổ cho cả nhà mình cùng xem này. Rồi tiếp theo đến cây B2. Thì cây B2 này là một con hàng Maruyama nhá. Con này là 23cc, nòng 32 ly. Đây, vỏ cũng rất là đẹp này. Máy sáng, bô sáng, bình xăng zin. Đây, con này là con chế zin này. Chế này là một kim chỉnh One Pro nhá. Cung rời, cần lắp zin và đầu bò zin. Thì cây B2 này có giá là 1.600.000, em bao ship toàn quốc. Và các bác được bảo hành 6 tháng nha các bác nhá. Đây, em test nổ này.
Rồi tiếp theo đến cây B3. Thì cây B3 này là một con hàng ECHO nha các bác. Con này là nòng, công suất của con này là 24cc, nòng 34 ly. Đây vỏ cũng rất là đẹp này, máy sáng bô sáng nhá. Đây bình xăng zin còn rất là đẹp luôn. Chế zin này tum liền, cần lắp zin. Và đầu bò zin con này cũng sử dụng tay ga bóp nhá. Đấy, thì cây B3 này có giá là 1.400.000. Đây em test nổ cho cả nhà mình cùng xem. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây B4. Thì cây B4 này là một con hàng Tanaka nha các bác nhá. Tanaka con này là con 24cc, nòng của con này là nòng 34 ly. Đấy, đây vỏ cũng rất là đẹp này, máy sáng bô sáng, bình xăng zin, con này chế zin nhá, tum liền, tum nhôm. Đấy, cần lắp zin này và đầu bò nguyên bản. Thì cái B4 này có giá là 1.600.000. Vâng, em test nổ con B4 cho cả nhà mình cùng xem này. Rồi ok. Tiếp theo đến cái B5. Thì cái B5 này cũng một con hàng Tanaka nữa. Con này là con 34cc, nòng 36 ly. Đấy, vỏ rất là đẹp, máy đẹp, bình xăng zin nha. Con này tum liền, chế zin tum liền này, cần lắp zin và đầu bò zin. Thì cái B5 này có giá là 1.900.000. Đối với những cái sản phẩm hàng là nòng lớn như thế này thì các bác có thể đi vừa phát dao mà vừa phát cước được nhá. Vâng, em test nổ con B5 cho cả nhà mình cùng xem này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây B6. Thì cây B6 này là một con hàng Honda nha các bác. Con này là con Honda GX25. Nòng của con này là nòng 35 ly nhá. Đây, vỏ cũng rất là đẹp này, máy sáng bô sáng, bình xăng zin chế zin này. Con này là con tum rời, tum rời nhá, cần lắp zin này. Đấy. Và đầu bò zin, đây cần lắp của nó là cần lắp UMK nhá. Đấy. Thì cây B6 này có giá là 2.600.000, em bao ship toàn quốc. Vâng, em test nổ con B6 cho cả nhà mình cùng xem. Rồi ok. Tiếp theo cái B7. Thì cái B7 này là một con hàng Kashiwa nha các bác nhá. Đấy, con từ cây B7 trở đi nó là hàng máy mới nha, hàng máy mới, hàng liên doanh. Đấy, mấy, phần cuối kia sẽ có hàng nhập khẩu nha các bác nhá. Con này là con hàng liên doanh này. 26cc, nòng 34 ly. Đây, vỏ thiết kế rất là đẹp luôn, máy có bảo vệ bình xăng, chế Zimba nhá, hai kim chỉnh này, tum rời. Đấy, tum rời này thì các bác có về có thể tháo lắp vào bình phun vôi xịt thuốc cũng rất là ok luôn. Đấy, cần lắp của nó là cần lắp phi 26 và đầu bò chín ránh nhá. Tay con này sử dụng tay ga bóp này. Và cái B7 này có giá là 1.800.000, em bao ship toàn quốc những cái sản phẩm máy mới này thì các bác được bảo hành là 1 năm nhá. Vâng, em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây B8. Thì cây B8 này là một con hàng Osaka. Con này là con 26cc nha, nòng 34 ly. Đây, thiết kế cũng rất là đẹp này, có bảo vệ bình xăng, chế Zimba 2 kim chỉnh, tung rời, cần lắp phi 26 nha. Và đầu bò chín rãnh. Con này cũng sử dụng tay ga bóp này, công tắc tắt mở thì ở trên tay cầm. Rồi thì cây B8 này có giá là 1.800.000. Vâng, em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây B9. Thì cây B9 này là một con hàng Osaka. Con này là con hàng 226.
nòng 34 ly. Đấy, thiết kế thì rất là đẹp, nhìn không khác gì hàng 226 của Thụy Điển. Đấy. Sử dụng chế zin 3 hai kim chỉnh, tum giờ liền này, tum nhôm nhá. Cần lắp phi 24 và đầu bò nó là đầu bò nhỏ. Tay ga bóp này. Thì cái B9 này có giá là 2.400.000. Em bao ship toàn quốc nhá. Các bác được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán và em bảo hành các bác là 1 năm trên em bảo hành bằng kích hoạt hệ thống điện tử nha các bác, cho các bác nhá. Vâng. Vâng. Tiếp theo đến cây B10. Thì cây B10 này là một con hàng Oshima 226 nha. Nòng của con này là nòng 34 ly. Thiết kế thì cũng rất là đẹp luôn này. Có bảo vệ bình xăng. Chế này thì sử dụng của chế của hãng Oshima luôn. Tum liền này. Đây, cần lắp phi 24 đầu bò nhỏ. Con này cũng sử dụng tay ga bóp rất là tiện lợi luôn. Thì cái B10 này có giá là 2.700.000. Vâng. Các bác lưu ý tất cả máy bên em bán ra là em sẽ kích hoạt bảo hành điện tử cho các bác bằng cái thông tin mua hàng của các bác ở trên trên hệ thống gửi hàng của bên em. Khi các bác nhận hàng giao thành công rồi thì em mới kích hoạt bảo hành cho các bác nhé. Đấy. Và những cái sản phẩm nào các bác bảo hành 1 năm thì các bác sẽ được bảo hành 1 năm. Nếu như mà trục trặc cái gì các bác phải liên hệ với em qua đúng cái số điện thoại mà các bác đặt hàng thì em mới bảo hành được nhá. Vâng, để em test nổ cho cả nhà mình cùng xem nhá. Rồi, ok. Rồi tiếp theo đến cây B11. Thì cây B11 này là một con hàng Osaka. Con này là hàng 33cc nhá. Con này là con hàng VIP. Nòng của nó là 36 ly. Đây, vỏ đẹp, máy đẹp luôn nhá. Đấy, thiết kế rất là chắc chắn luôn. Có bảo vệ bình xăng và con này sử dụng chế zin 3 2 kim chỉnh. Chế này thì các bác mang về sử dụng thì nó rất là lợi xăng luôn. Các bác rất là dễ căn chỉnh. Bác nào cũng có thể căn chỉnh được xăng nhá. Đấy. Con này tum rời này. Tum 330. Cần lắp của nó là cần lắp phi 28 và dày 2 ly nhá. Thì cây B11 này có giá là 2.300.000. Em test nổ cho cả nhà mình cùng xem này. Rồi, ok. Rồi tiếp theo đến cây B12. Thì cây B12 này là một con hàng Osaka hàng 541. Đấy, những con dòng hàng 541 này nòng của nó là nòng 40 ly nhá. Đấy. Đây. Thiết kế thì có bảo vệ bình xăng rất là chắc chắn. Con này sử dụng chế One Pro nhá. Tum rời này. Cần lắp của nó là cần lắp phi 28 và dày 2 ly đầu bò. Chuyên sử dụng cho hàng 541. Rất là đẹp luôn. Tay ga bóp này. Thì cây B12 này có giá là 2.500.000. Em bao ship toàn quốc và bảo hành các bác 1 năm nhé. Vâng, em test nổ này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây B13. Thì cây B13 này là một con hàng Hukama nhé. Con này là hàng 541, nòng 40 ly này. Con này cũng thiết kế thì cũng có bảo vệ bình xăng. Con này sử dụng chế zin 3 2 kim chỉnh. Tum rời này. Cần lắp phi 28, đầu bò 9 ránh nha. Tay ga bóp. Thì cây B13 này có giá là 2.300.000. Em bao ship toàn quốc và bảo hành các bác là 1 năm nhé. Đây em test nổ này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây B14. Thì cây B14 này là một con hàng Copper. Con này hàng 541 này, nòng 40 ly. Thiết kế thì rất là đẹp luôn, có bảo vệ bình xăng. Và con này sử dụng chế One Pro của Nhật và buji NGK của Nhật nha.
tum liền này, tum rời này. Đấy, cần lắp V28 sử dụng tay ga bóp. Thì cây B14 này có giá là 2.600.000. Vâng, em test đổ này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây B15. Thì cây B15 này là một con hàng Oshima. Con này là con TX260, nòng 34 ly. Đấy, thiết kế thì rất là chắc chắn luôn. Con này là hàng nhập khẩu từ Thái Lan. Đấy, con này là ở trên lốc máy và ở trên cần là có made in Thái Lan nhá. Đấy, con này sử dụng chế là Fuji này. Tung rời. Đấy, cần lắp V26 đầu bò 9 ránh nhá, tay ga bóp. Thì cái B15 này có giá là 3.100.000. Đấy, em bao ship toàn quốc nha. Vâng, và em test nổ này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cái B16. Thì cái B16 này là một con hàng Oshima. Đấy, con này là hàng TX330 nhé, nòng 36 ly. Đây, thiết kế thì rất là đẹp này. Có bảo vệ bình xăng và chế này thì sử dụng chế Fuji nha. Tung ra rồi. Cần lắp P28 nha. Ở trên cần và trên lốc máy đều có dập chữ Made in Thái Lan. Đấy. Hàng này là hàng nhập khẩu từ Thái Lan nha. Cái B16 giá là 3.200.000. Vâng, em test nổ cho cả nhà mình cùng xem. Rồi, ok. Rồi, vừa rồi thì em vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 16 cây để cho toàn thể quý cô chú anh chị tham khảo. Thì khi xem video mà các bác muốn sử dụng sản phẩm nào hay các bác muốn tư vấn bất cứ một cái sản phẩm nào về máy cắt cỏ thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979561493 đang hiện ở trên màn hình giúp em nhé. Đấy, và máy cắt cỏ thì bên em còn rất là nhiều luôn. Đấy, đây là em chỉ quay một số con đây thôi. Đấy, còn đây, đằng này thì còn rất là nhiều đây. Đấy, vâng. Thì khi xem video mà các bác nào thấy hay thì cho em xin một nút like như này nhé. Vậy, và các bác đừng quên giúp em đăng ký kênh để cho kênh em phát triển. Đấy, thì bác nào mà chia sẻ Zalo hoặc Facebook giúp em thì em cảm ơn các bác rất là nhiều nhé. Vâng, thì ở cuối video thì em cũng xin chúc tất cả mọi người một buổi tối xem video vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, em hẹn gặp lại tất cả các bác ở video lần sau.